Ăn gì? Ở đâu? Bây giờ? Một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một bài hát siêu đơn giản gửi đến một món ăn được chế biến không hề đơn giản, đó gọi là mì vịt tiệm. Cái này là nước lèo phải không ạ? Dạ, nước lèo. Trong nước lèo này có bí quyết hay là cái gì không ạ? À, vịt mình có tẩm ướp gia vị, mình quay lên rồi hầm 1-2 tiếng đồng hồ mới ra nước vịt được. Mỡ vịt nó nổi lên trên thì ở đây mình vớt hết, nước nó trong. Nguyên cái 1/4 đùi vịt ở đây, trời ơi thật là bự. Cái này có phải là dành cho một người ăn không vậy? Lúc mà mình đưa lên thì các bạn thấy cái khối không ạ? Cái màu thì nâu nâu, nhìn là biết là độc rà rồi, ăn vài không ngán. Mình tưởng là nóng lắm chứ, nhưng mà cắn thì nó không có nóng, không có mùi vịt tan vào, rất là ngon và cực kỳ thơm. Wow, ăn hết rồi, còn hai cái nữa. Đang mơ hả? Nó rất là mềm luôn á. Các bạn nghĩ thử xem, nếu mà cái miếng này vào trong cái miệng của mình, xong rồi tan chảy trong vòng 2-3 giây. Chuyện hay là người Hàn Quốc ăn mì á, thường thường người ta bỏ một chút xíu nước giấm. Để chi? Để mà cái mì nó sẽ dai dai hơn, cái cảnh nó sẽ ngon hơn và cái mì á nhìn sẽ lung linh hơn. Cái đó là sự thật nha. Nếu mà mọi người tới đây thì các bạn phải ăn liền nha. Và bạn nào mà nóng quá thì các bạn có thể làm như thế này, cầm lên sao đó. Ăn như vậy cũng được. Cho bạn đại chiến mà. SLC Group, nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.